VNG công bố giải đấu chuyên chân lý Đông Nam Á có 3 suất dự chung kết thế giới, hệ thống Elo riêng biệt. Cộng đồng cầu thủ Việt Nam chuẩn bị bước vào một năm 2023 cực kỳ sôi động khi có cơ hội tham gia giải đấu chính thức từ Riot. Thông tin này vừa được Riot Đông Nam Á cũng như VNG chia sẻ trong buổi họp báo công bố dự án Liên minh huyền thoại và chế độ đấu chuyên chân lý chiều mùng 10 tháng 1. Để chuẩn bị cho giải đấu chuyên chân lý Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 2, VNG sẽ nhanh chóng mở đăng ký tham gia vòng loại Việt Nam. Chi tiết như sau. Thời gian đăng ký từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, 256 người chơi mỗi vòng loại với tiêu chí lựa chọn dựa trên bậc xếp hạng cao nhất, điểm xếp hạng hiện tại, MMR, tỷ lệ thắng. Sẽ có 10 vòng loại diễn ra, 10 người có điểm cao nhất mỗi vòng loại sẽ đại diện Việt Nam thi đấu ở giải Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam còn có thêm 4 suất khách mời là các streamer, cao thủ, nên tổng cộng sẽ chiếm tới 24 trên 32 suất tại giải Đông Nam Á. Ngoài tổng giải thưởng lên tới 10.000 đô la, 3 game thủ có điểm số cao nhất tại giải Đông Nam Á sẽ có suất dự chung kết thế giới. Thông tin chi tiết về vòng loại Việt Nam và giải đấu chuyên chân lý Đông Nam Á 2023 sẽ tiếp tục được VNG cập nhật trong thời gian tới. Bên cạnh đấy, VNG cũng chia sẻ thông tin quan trọng về hệ số Elo dành cho game thủ đấu chuyên chân lý Việt Nam. Ngoài điểm rank trong game, mỗi người sẽ có điểm Elo riêng dựa trên thành tích khi tham gia các giải đấu ở nhiều cấp độ khác nhau. Tier S, giải đấu toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Tier A, giải đấu vòng loại khu vực Việt Nam. Tier B, giải đấu cấp cộng đồng và giải đấu của đơn vị thứ 3. Không chỉ đánh giá thực lực người chơi, hệ số Elo này cũng là nhân tố quan trọng để tuyển chọn game thủ ở các giải đấu trong tương lai. Những người top đầu Elo sẽ có suất tham dự trực tiếp vòng loại Việt Nam cũng như giành các phần quà giá trị. Hệ thống Elo này sẽ có cách tính riêng biệt để đảm bảo công bằng nhất, đồng thời sẽ reset cuối mỗi mùa giải.